Hai anh chị khách hàng, Giang đang ngồi tại một cái dự án cực kỳ là hot, cực kỳ là tốt luôn anh chị khách hàng nhé. Chỉ với chính sách thanh toán 15% thôi, anh chị khách hàng có thể sở hữu ngay một cái căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích 85m² và diện tích 113m². Và đặc biệt lần này thì chủ đầu tư Giang mở luôn dự án, mở luôn những cái căn shop house cho anh chị sở hữu và đầu tư luôn nè anh chị. Rồi, cái căn hộ của chúng ta sở hữu cái công viên nội khu và ngoại khu lên tới tổng diện tích là 3.9 hecta anh chị khách hàng nhé. Và đây là những cái hình ảnh công viên hiện hữu của trung tâm hành chính huyện Nhân Chánh nè anh chị khách hàng. Rồi mình cùng xem qua vài hình ảnh về công viên luôn. Hãy liên hệ ngay với Giang để sở hữu một căn hộ tại dự án Westgate.